Hello cả nhà nha, chào cả nhà. Thì hôm nay mình lại kèm cho một bạn đây. Đó, hai thầy trò sáng sớm thức dậy sớm rồi. Đi luyện tập nâng cao kỹ năng đường trường. Thì hiện tại mình đã qua Phan Thiết rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến Mũi Né, rồi mình sẽ đi lên Bào Trắng nha. Đó, thì hiện tại trên con đường này thì rất hoang sơ, vắng vẻ, mát mẻ. Rồi, các bạn đón xem nha. Rồi, hello mọi người, thấy khuôn mặt mình chưa? Xuống cái chỗ mấy cái đồi cát. Cảnh đẹp đi luôn. Chút xíu nữa mình sẽ sát bãi biển luôn. Thì chắc xe Victor này đã khỏi cát bắn qua đây. Khỏi chặn lại bắn khỏi qua đường. Xíu mình sẽ cảnh quà đẹp mình sẽ quay tiếp cho bạn coi nha. Rồi em mở xíu nhanh trái coi chứ. Đó đồi cát, đây là đồi cát nha các bạn ha. Đó, đồi cát là sông đến Hòn Gơm, đồi cát bên trái nè. Đó, cát nè, đó thấy các bạn thấy không? Đó, gớt luôn thấy không? Rồi các bạn thấy đồi cát không? Đó, máng trượt này nọ. Em đi sát cái vạch vàng chứ mình đi mình cán cái vạch kỳ lắm ha. Mới đi á, xe bự. Sợ xe bự ha. Mới lấn mình giảm tốc độ lại, tắt xe nha. Thứ nhất nó đang đổ dốc nữa thấy không, nên mình giảm tốc độ rồi đạp ra tiếp. Mình đã một tầng thời đã leo lên trên đó trượt rồi, bây giờ mình lên trên đó là bỏng chân nắng. Giảm tốc độ lại. Cái đầu này có bằng tốc độ, giảm tốc độ 50 thôi thấy không, thấy biển báo 50 không? Ờ, gà thẳng lại bớt cho thầy. Ồ biển hả? Gà thẳng lại chút xíu nữa. Các bạn thấy biển không? Trong xanh đẹp đẽ mát mẻ. Vẫn là 50 ha, cẩn thận. Rồi, bãi biển. Không có hát, hát nữa dính bản quyền bây giờ. Giọng mình hát mà bị dính bản quyền, các bạn thấy gì chưa? Căng không? Từ khoái hát lắm, mà khoái ra dù dính bản quyền tôi tính tiền gấp đôi bây giờ. Rồi, ok. Hết biển báo giới hạn. Chạm lại đi, chạm lại, xe lưng rồi, xe lưng, rồi, em đi tiếp. Hết biển 50 nhưng mà đường này chắc cũng được có 50 mà không phải? Không có. Đường nhỏ xíu. Nhỏ xíu, nhưng mà người ta không có biển báo cấm. À. Thì mình sẽ ngoài khu dân cư, hiểu không? Ngoài khu dân cư. Rồi, khu dân cư, 50. Các bạn thấy khu dân cư không? Rồi, em cứ đi điều. Khu này đâu có tính là khu dân cư đâu, mà nó phải đợi thiết đã kế. Đã đông rồi, hiện phải... cứ nghe theo biển báo thôi. Nó phải thiết kế là một cái bảng nữa, khu resort dựng cái đó mới đúng. Đây, lúc trước thầy cũng ở khu này. Hai cái này nè, thầy Dương nè. Thầy Dương. Đó, hai cái bên, sát bên lòng bự. Đó, ở dưới đây nè. Khu này nè, này xuống dưới Hòn Gơm là đi đây nè, vừa qua cái đò cát là thầy ra đây vui hơn. Ở đây vui hơn các bạn. Ở đây vui hơn. Ở đây tối là bán đồ dưới biển nhiều lắm. Nó ở đây dài. Tối ở nhà hay chạy ra đây ăn kem dường. Đừng có đứng làm đường em. Hạn chế mấy cái phần đó. Tụi em mới hay là cái đè cái bạch đó không? Chậm lại 50 thôi. Hello.
Dạ. Dạ được chị. Dạ. Dạ dạ. Rồi, cái này mấy cái chỗ này là đông hơn ha, đông hơn cái Phan Thiết. Rồi, ok vậy. Rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Tốc độ 50 vẫn là 50 nha. Khu này đông vui ha. Giảm lại. Đông vui mà cái chân phải đạp ra ngộ vậy đó. Lẹ thì mới thấy 40 này. Thấy từng thấy người ta chạy sao mình chạy vậy đâu không được, phải làm sao mình phải giữ đúng lập trường của mình. Thấy không? Mới liếc đồng hồ thấy 40 là 50 nhanh thiệt chứ. Thứ nhất là em biết là sao không? Em phải hình dung ra được, các bạn phải hình dung ra được là mình đang đổ dốc. Đúng chưa? Phải không? Ờ, mình có phải mình đang đổ dốc không? Mình cảm nhận được đang đổ dốc không? Đó, quan trọng vậy là mình phải biết nó đang đổ dốc hoặc nó đang leo lên. Leo lên thì hỗ trợ chân ga, còn đổ dốc thì các bạn phải giảm lại. Không thôi là các bạn dính. Nếu mình thường hợp mà để đây bắn tốc độ thôi dính quá trời luôn. Cái đoạn này bắn tốc độ chịu lắm ha. Ừ. Nên chú ý không? Đoạn này xe máy bị lụm cũng nhiều lắm. Ừ. Nên mình phải đi theo lối riêng của mình chứ không phải đi lối chung của người ta. Rồi hôm nay tôi quay video clip liếp kiếp kép nha, lộn nữa, nó chút nó lộn giờ không biết nó có chất lượng hình ảnh nó có rõ không các bạn. Rõ rồi, rõ rồi. Không biết có thấy mặt mụn tôi không nè. Đó, thấy không, trên kia là hết ngoài khu dân cư đúng không? Đó, mình phải đi theo đúng lập trường của mình chứ không đi được, đi theo lối của người ta là khác. Mình biết là ở khu này là trong khu dân cư không có giải phân cách cứng, là tốc độ là 50, mình đi 50 thôi, còn người ta đi kệ, người ta có lối riêng đi khác. Rồi hết, đập ra vậy thôi. Đi theo các cách của người ta, phong cách của người ta là mình tới công chuyện. Giờ mình sẽ tạm ngưng đây chút xíu, chỗ nào đẹp mình sẽ quay tiếp cho bạn coi nha. Rồi đây là ra sát biển nữa bạn. Không quá còn quan sơ, có những khu du lịch chuẩn bị bắt đầu mở rộng lên. Thực chất ở đây thì chỉ nghỉ dưỡng thôi chứ mà ăn chơi thì chỉ có Vũng Tàu là ăn chơi là du lịch thôi. Đó, các bạn thấy không, đây nghỉ dưỡng thôi. Rồi cảnh đẹp. Lâu lâu là bữa giờ đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Kiết, chán rồi. Giờ lâu lâu phải đi Phan Thiết, Mũi Né, Hòn Rơm, đó, rồi đến Bào Trắng. Các bạn thấy không? Đi hết dòng bãi biển. Một cảnh đẹp, thơ mộng. Một bên là cát, một bên là biển. Vừa bổ túc ta lái, vừa nâng cao kỹ năng lái và vừa trải nghiệm những cung đường đẹp, những địa điểm tham quan và ẩm thực đường phố. Tôi mới thấy một chiếc xe tập lái mới đi ngang. Ở đây chơi xe Jeep màu hồng nhiều lắm hả? Jeep hồng, Jeep vàng. Rồi thêm một cái nữa là bổ túc về quê. Đó. Để sau này các bạn biết cách hướng dẫn cho các bạn con đường này mình đi như thế nào là đúng, để hạn chế việc bị vi phạm lỗi giao thông, phạm luật giao thông đường bộ. Trời ơi, nói nhiều quá say luôn. Còn quan sơ nắng, nhiệt độ nhiệt độ mới 31 mà cũng vừa, cũng mát hơn là hồi bên Vũng Tàu. Bởi nhiệt độ bây giờ là khoảng này đi là khoảng 36 độ, 35 độ. Kinh chắc cái ngày nó cái áo giới thường đúng tính đúng ra là khu này nhiệt độ phải cao hơn. Đúng rồi, mà sao trên xe nó báo là có 31 độ rồi. Có thể là do ngày hôm nay nó dịu thôi.
dịu hơn. Ra khu này là có gió nè, mình đi ngay này có gió. Đúng rồi, Bình Thuận thì nó sẽ nắng hơn nhiều chứ. Còn mà lên tới Bình Thuận nó còn rác nữa. Bình Thuận nắng còn rác nữa. Các bạn thấy mình không nè? Thôi mọi người nhớ thấy kênh mình hay bổ ích, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mình sẽ thay đổi những cái video clip khác nữa cho các bạn coi chiêm ngưỡng nha. Phía sau xe cũng vẫn còn kiếm người ngồi chung nữa. Xe gọng gãi, được em kiếm XL7 được, ngon, ổn định. Rồi tạm ngưng khúc này chút xíu, chỗ nào đẹp đẹp chút xíu quay cho các bạn coi nha. Còn không xây cái bãi đậu xe trong bờ nè, cho đậu xe. Kế bên hông mình nè các bạn, bên hông mình có một cái đảo rất đảo nhỏ xíu, mà không biết có bán không để mình biết mình trao đổi mình mua. Quay kinh doanh. Rồi anh đó đá đèn, không biết có vụ gì đây. À đá đèn là có xe sau nó muốn vượt. À các bạn lưu ý khi đá đèn các bạn phải ngó kính hậu coi có. Đó, nếu mà không có xe sau vượt hoặc là mình đang đi đúng mà có người ta đá đèn là sẽ có lực lượng cảnh sát giao thông phía trước. À, còn có đá đèn là có phía sau đang vượt lên. Nãy bên hông phải mình nói luôn, có một cái đảo nhỏ cực kỳ luôn ở đó mà xây một cái tòa lâu đài lên trên đó là cực kỳ quá đẹp. Sát bờ luôn, cách đâu khoảng 50 mét. Quá hấp dẫn. Rồi khúc này chậm lại, đúng giờ mấy khúc cua là phải chậm lại. Chính xác. Ừ. Cát nữa, biết sao không? Lý do cát á. Không, cái nhà nó đang làm cát mình bo cua á. Các bạn khi chạy các bạn bo cua mà vô cát nó khác. Sàn. Nó sàn xe liền. Rồi, ở đây hiện tại mình đang giảm tốc độ là zone. À, zone 50. Các bạn thấy để ý nha. Zone 50. Theo do 50 không? Đó, khu hạn chế tốc độ. Nếu mà bắn tốc độ là hơi bị đuối á. Nhưng mà bên kia không có xe, thấy không? Cát không, thấy không? Đúng rồi, do gió xuống các bạn, bo cua và cát cái này là ăn hành liền á. Jeep màu vàng. Có Jeep màu hồng nữa. Màu hồng. Mấy Jeep cũ của bên hồi xưa Jeep là bộ đội đi. Với thời mà công an khu vực á. Cát các bạn. Lấy cát này về làm gì ta? Hồ cá. Hồ cá hả? Hồ cá đẹp. Trời ơi trời, cát đâu nó xuống đến đây vậy, giảm lại. Mình hồ cá đẹp lắm. Cái này tối mà không thấy đường là tiêu. Xe máy mà bang bang mà đâm vô đó là ngã chắc. Rồi, mình ngân khúc này ở đây có những cái đồi không nhiều tùm lum mộ hết. Ngân. Rồi, cứ từ từ khúc cua này gắt nha. Nhớ quan sát nha. Đó, ok. Rồi, đi tiếp nè. Đó. Thầy thấy cái đó đường thẳng có cái chùa không? Rồi, nhớ để ý hai bên nha. Đường này nguy hiểm nè, thấy không? Xe cộ ra. Với dốc cao nữa. Các bạn lưu ý nha. Khi nè, cái dốc cao là các bạn chứ chậm chậm lại điều cho mình. Đó, đó thấy đã không? Nên cái cua hơi gắt. Các bạn chưa từng chải thì các bạn phải từ từ. Còn nào bạn nào quen rồi, biết địa hình ở đây rồi thì nó khác. Không quen cũng nên từ từ thôi. Ở đây có mấy thanh niên chạy xe bạc mạng lắm thầy. Rồi, ở đây bên hồ này, hồ nước ngọt nè. Nước ngọt hay mặn ta, thấy ngọt, lớn lắm á. Nước ngọt lớn lắm á. Cái bào hơi bị bự. Ờ, cái bào này, bào trắng. Cái bào, người ta gọi là bào mà phải không? Bào, bào ong, bào bà, hai bào. Hai bào lắm không? Nước nhiều lắm á. Có cá không ta? Có người ra câu. Có câu à. Này chắc lưới quá à. Không, mình đi câu vui hơn. Không, chứ người ta lưới á. Nhưng mà thầy thích câu. Em cũng thích câu. Đó, câu trong xe, trong xe câu. Là có cần câu luôn á. Thấy ghê không? Lưới là cơm gạo rồi. Ừ. Câu giải trí như đam mê. Nên. Đam mê. Cái hồ, này bơi đã đập dịch đạt đó. À, lâu lâu đổi gió bạn ơi, mình sẽ đi về nhà học viên ở nhà bên khu vực ở bên Bào. Đây hả? Bên này, bên này. Tưởng bên phải chứ. Bên phải là nhà ông Dượng, Dượng này, nhà này đúng không? Đúng rồi. Dạ, ok, dừng lại. Chút xíu mình coi cho bên kia cái hẻm mình đó trống, mình về vô đó đậu. Còn thôi bên đây.
cái sân nhà nè. Ủa đây luôn hả? Đây luôn hả? Chung luôn hả? Ờ vậy là dê vô đây được. À. Nhà ông anh Tư mà bên đây để gọi con vợ nó ra nó mở cặp. Đó, tính ơi các bạn ơi. Đó, trước mắt các bạn thấy một cái cây bông giấy cực kỳ đẹp luôn. Nắng nóng, nở hoa đẹp. Khu vực này trồng thanh long cũng nhiều lắm. Cái bào, phía bào bên phải. À, ok, mình đi từ khoảng 5 giờ mấy sáng đến đây 12 giờ cũng ổn. Thì bạn này cũng lái tốt này nọ, ok, ngon lành. Nói chung còn thiếu sót nhiều thì mình sẽ chỉnh sửa cho bạn ấy, để cho bạn ấy làm quen. Ai em về mới mà các bạn mới đều có những còn thiếu sót nhiều lắm. Không thể nào một sớm một chiều các bạn lấy tốt được. Nếu mà lấy tốt là tôi ế là tôi không biết dạy ai luôn. Rồi các bạn nhớ cái kênh mình thay bổ ích, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. À. Rồi ơi tôi quay clip này vừa ở trên vừa dưới luôn. Rồi có một chiếc xe tập lái mới vừa chạy ngang qua. Nhiệt độ lên 32 độ rồi. Rồi chút xíu bạn ấy sẽ lên, mình sẽ chỉ cho bạn ấy ra cách ve ngay chỗ xe gắn máy đi ra. À, ngay chỗ cổng nè. À. Thì đầu tiên các bạn phải cho xe sát bên đó rồi lấy đầu lên. Tại sao mình phải ve chứ không cứ chạy vô? Chạy vô thì quá dễ rồi. Mình ve đi vô nhà ve thì nó sẽ ra nó an toàn hơn các bạn, dễ quan sát hơn là tự trong nhà ve ra ha. Rồi bây giờ chút xíu em chạy xéo qua đó ha, nhớ có cái cục đan nó lú ra ha. Em chạy nó em đánh đầu lên trên rồi đưa cái mông xe vô. Mình muốn cái đuôi xe mình đi về đâu thì mình đánh đầu lên cho cái đuôi mông nó, cái đuôi xe nó chỉ vô đó. Rồi nhớ hạ nắm tay xuống. Ồ nôm rồi, về nhà nôm rồi. Có xe không? Ồ thắt súp beo luôn mới chịu nè đó. Thôi khỏi thắt đi. Nó để đèn đỏ. Nó để đèn đỏ. Cậy đó. Có ông Honda. Rồi em đi nhẹ. Thôi để cho ông Honda qua luôn đi. Em nhìn vô khuôn mặt trong cái kiến ảnh là thấy mình đúng không? Thấy. Rồi ok, đem đi. Đừng nói lấy nhiều. Rồi đúng vậy. Rồi trả lấy lại sẵn luôn. Nữa buông thắng ra trả lại ngó trước. Đừng có ngó sau, đừng có tập trung. Ở sau mình đã qua rồi thấy không? Đó rồi lấy nhẹ vô nè. Thấy chưa? Lên nữa. Rồi cái lên nữa. Nữa lên chút xíu nữa đi. Rồi em đánh hết lái qua phải. Còn em muốn chắc cú nè. Trả lấy thẳng lại chút xíu đi cho thầy đi. Em lấy cao lên chút xíu đi thẳng lên trời. Thẳng lên đúng rồi. Còn bây giờ ở đây mà vai em ngang nhà xe đó thì em có hiện tượng là em sẽ đánh đầu đi lên cao hơn. Rồi em nhóm lên nhẹ. Chuyển qua chân dướng cái gà. Không sao, chuyển qua chân ga nè. Khi em nhẹ thôi. Đó. Rồi tiến lên chút xíu nữa. Em tiến lên chút xíu nữa đi. Đúng rồi. Ngó trước nữa. Rồi à, khỏi lấy đầu ra để về luôn. Không phải nè. Bây giờ thầy chỉ nè. Thường thường các bạn ấy ve về á là các bạn cái vai giữa nhà đúng không? Đúng chưa? Thì giống như cái bài mà trong gọi là trong chung cư thì có phải em qua khỏi cái nhà em không? Đúng chưa? Là cái cửa nhà đó là chiếc xe đó, là cái lỗ đó là mình vô nhà, là cửa nhà. Còn ở đây là cái đầu xe của người ta. Đúng không? Vài ngàn rồi đánh hết lái lên. Để anh chi các bạn có coi cái clip của mình là mình có hướng dẫn là khi vô cái chung cư hoặc là bất cứ nhà xe nào hẹp, những trung tâm mua sắm này các bạn, rồi em ngó bên trái luôn, rồi ngó phải, rồi em nhóm nhẹ ra rồi chuyển qua thắng, nhóm nhẹ ra nữa, rồi em móc lái vô, thấy cái đuôi, thấy cái nhà chưa? Thấy. Rồi móc phát lái vô, gài số lui. Vừa thấy cổng luôn. Rồi em gài số lui vô, mạnh dạn cái tay lên, đánh cứng tay lái luôn, rồi. Chứ mình lui mình lâu quá thì nó sẽ dướng ta. Ừ, đó. Rồi, em cứ lui xuống chừng nào thấy nó hẹp thì em dừng. Hẹp không? Hẹp. Trả lấy thẳng lại. Trả lấy thẳng lại, trả lấy thẳng lái lại. Rồi em lui xuống. Hai vòng lắm. Rồi, đúng rồi. Lui xuống cho thầy. Nữa. Nữa. Nữa đi. Đúng. Nữa chút xíu nữa. Rồi, em đánh lái vô dần dần. Rồi, lui tiếp. Hơi bị căng ha các bạn ha. Lùi tiếp nè. Bên trái hẹp không? Hết rồi phải không? Bên trái rộng. Rồi bên trái. Lùi ngó bên phải. Lùi tiếp. Nhóm nhẹ miếng ga. Rồi thủ quá thắng. Nhóm nhẹ miếng ga thủ quá thắng. Riêng đối xe số tự động thì các bạn nhóm nhẹ miếng ga thủ thắng. Rồi bây giờ em ở đây rộng không?
gọng ngó bên kia, hay không? Gọng hình lưu tiết. Nhóm nhẹ miếng ga là thủ qua thắng. Nhóm nhẹ miếng ga, cứ nhóm nhẹ ga là thủ qua thắng. Nhóm nhẹ ga tiếp nữa. Rồi tiếp tục lùi xuống. Gọng không? Gọng. Nữa lùi tiếp. Dư sang. Nữa dướng gì nữa vậy? Nữa tiếp tục. Đó. Rồi coi xong xong chưa? Trả lại thẳng lại. Rồi em lùi tiếp. À, mới các bạn ha. Ừ. Tiếp tục. Dướng đúng không? Chưa có dướng nhưng mà thấy nó. Rồi cứ lùi đi. Dễ muốn dướng á. Muốn dướng này nghiêng. Bây giờ nào muốn dướng dễ nè. Khi các bạn ngó kiến cái hậu nè. Ừ. Hạ kiến này xuống đi thầy chỉ cho. Rồi hơi này chút xíu, hơi hơi bị gói chút xíu không sao. Có phải cái cổng của em bị dướng không? Dưỡng. Sắp dướng không? Sắp dướng. Đúng không? Dạ, ok, dễ lắm. Em đánh lấy qua bình, dướng luôn. Đánh lấy qua bình này luôn. Đúng rồi, đánh lấy nhẹ, đều. Đánh thêm vòng nữa. Rồi, em cứ ngó bên sắp dướng, không cần ngó bên phải. Rồi em lùi tiếp. Là nó hỏi rộng ra. Dưỡng. Rồi, đánh lấy nhiều đi, đánh nữa đi em. Đánh lấy nữa. Nữa. Thở ra chưa? Rồi, thở rồi. Rồi, em trả lấy thẳng lại. Rồi, em lùi. Dư lái rồi, dư lái rồi. Rồi lùi xuống. Đúng rồi. Nữa đi. Dướng không? Bây giờ dướng kiến thì mình nghiêng qua luôn nè. Đánh nhiều qua luôn. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Lùi tiếp. Lùi tiếp. Thấy nó ra không? Kiến nó ra không? Ra nữa không? Rồi, trả lại thẳng lại. Đó. Rồi em lùi. Rồi gần đậu cái võng là được. Đó, nó không dướng cái kiến đúng không? Đúng rồi. Rồi, lùi tiếp. Không sao, lùi đi. Thầy chỉ cho. Gần sát cái võng là dừng. Rồi, dừng. Rồi em về em xuống, em dỡ cái võng ra. Hợp lý quá. Đúng không? Có gì đâu. Hơi bị khó khăn chút xíu. Lý do là sao? Cái cổng này bạn ấy mở chưa hết, hơi bị hẹp. Ha, tại vì cái mình đang đi thẳng là nó, các bạn thấy nó hẹp không? À, đây mình thẳng lại. Còn nếu mà đem xéo qua đây luôn thì nó khỏe rồi, nó rộng. Vậy thôi. Nói chung từ từ sẽ quen. Đó, đừng có làm sao mà gớt cái lỗ tai ngay cổng mà đừng gớt cái cổng. Cái cổng này rộng đó. Rộng mà, dư sức nhưng con cái là hai cái cửa sắt là xéo. Ha. Rồi, tiếp tục. Rồi được chưa? Rồi, gài xuống lùi tiếp. Hạ nón tay xuống kìa. Ừ. Nhớ làm gì làm phải cho hết đỏ. Rồi bây giờ em lùi xuống chút xíu cho cái đầu qua đi rồi móc lại. Đi về em móc lại dưới cái đầu. Hiểu chưa? Đó, cho cái đầu qua. Rồi em thấy cái cây cột nè, thấy em ngồi nha, em thấy mà cái cửa nó qua cây cột này. Đó là em đánh lái được. Rồi lùi. Hiểu chưa? Em cứ ngồi bình thường đi. Thấy giờ em ngồi cái cửa cột mà nó che, qua khỏi cái cột này. Giống như cây cột mà che cái cửa này là chưa đánh lái được. Bây giờ em ngồi em thấy nè. Qua khỏi cột là đánh lấy được, đúng không? Rồi lùi tiếp. Đó, lùi. Đó, thấy không? Đều. Nữa. Cho nó song song cái gì, đúng không? Buông thắng. Nhích nhẹ miếng ga chút xíu. Nữa. Nhích nhẹ miếng ga chút xíu. Nữa. Rồi, thẳng chưa? Thẳng chưa? Rồi, thẳng rồi. Trả lại thẳng đi. Đừng có nhìn ở sau mà nhìn ở đây nè. Được chưa? Rồi, lùi xuống chút nữa. Thẳng rồi, lùi xuống nữa. Rộng mà. Nhắm nhẹ miếng ga. Rồi, thẳng lại. Ok. Rồi, xong xuôi. Đó, để vô một cái nhà xe cực kỳ khó khăn đối với những bạn mới. Khi các bạn mới có nhiều có những trải nghiệm chưa có được nhiều. Không sao, khi các bạn ôm xe, các bạn vô đây 2-3 lần là các bạn sẽ quen. Ai cũng vậy. Tắt máy luôn cho thầy đi. Xong xuôi. Thảo xì và uống nước sâm tăng lực. Ok mọi người, bên kia thì rộng hơn nhưng mà bên kia cây cổng là nhỏ hơn bên đây. Kia cổng hình như ông bà ông làm đúng 2 mét. Đó. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào video clip khác.